Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái vừa nắm giữ hai đối tượng về hành vi mua bán bất hợp pháp chất ma túy. Theo tài liệu của cơ quan công an, hồi 20 giờ 30 ngày 8 tháng 10 năm 2019, tại phiên bản Mà Tôn, làng Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái nắm quả tang hai đối tượng Lão A tổ tên gọi khác là Lão A, sinh năm 1980 và Hờ Thị Chư, sinh năm 1984, cùng trú tại làng Nậm Khắc, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái về hành vi mua bán bất hợp pháp chất ma túy. Tang vật thu giữ là 3 bánh heroin, 1.500 viên ma túy tổng hợp, hơn 1 triệu đồng, 2 điện thoại di động và 1 xe máy. Tiến hành khám xét nơi ở của Lão A Tử trong cùng ngày, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 cây heroin và hơn 19 triệu đồng. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.